Mời bước lên. Rồi, bà cụ cho biết năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi? Dạ, con 91 tuổi. 91 tuổi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Từ từ, bà 91 tuổi, bà cụ tên là gì và ở đâu? Dạ, con là Hồ Thị Ái, ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi, bà cụ Hồ Thị Ái ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Bây giờ bà được ơn gì của Chúa, bà lên bà ngày đầu xuân bà lên. Từ từ bà. Từ từ. Rồi. Bà được ơn gì của Chúa trong ngày đầu xuân bà chia sẻ cho các con, các cháu, để các con, các cháu nghe đó mà nhận biết rằng ân huệ Chúa ban, tin vào lòng thương xót Chúa. Dạ, con bị chết đi mà sống lại, mà vô lòng thương xót Chúa mà con được 4 năm đi. Chứ con già cả rồi, 91 tuổi cũng làm chi được. Lúc trưa là con đang còn vô hồi cầu nguyện, thì con đi chia sẻ với chị em. Mà từ hồi cầu nguyện con cũng đang còn, mà thì con đi cùng nội, con già quá rồi, thì con cầu xin lại Chúa, thì con đến xin cha, xin Chúa chúc lành cho con, để cha cầu nguyện cho con, để cho con được sáng suốt, để con đọc lòng thương xót Chúa cho con. Rồi, có ai là người thân của bà cụ lên chia sẻ các bà cụ đã được ơn như thế nào? Con hả? Rồi, con lên con kể rõ hơn cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho bà cụ 91 tuổi như thế nào. Dạ, thưa cha con, là con thứ ba của mẹ con. Mẹ con đã chết đi sống lại. Mẹ con đi vô bệnh viện 115, mẹ con bệnh viện người ta cho về. Mẹ con nói là về nhà chắc không có thể chữa được. Vì bà cụ già rồi mà không thể chữa được, mà mẹ con không thể sống nổi. Người ta cho xe cấp cứu đi về nhà. Về nhà cái tụi con sụp quỳ xuống cầu lòng thương xót của Chúa. Con làm một tuần 9 ngày cho mẹ con. 7 chị em con quỳ xuống làm chồng lòng thương xót cho mẹ con. Mẹ con ngày thứ 3 là mẹ con tay nhúc nhích. Tay mẹ con nhúc nhích tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 9 là mẹ con ngồi dậy được. Mẹ con cởi tạ đó hết, không có ấy nữa, là mẹ con ngồi dậy được. Là từ đó mẹ con sống tới ngày hôm nay. Mẹ con muốn là để lên để mà chia sẻ với anh chị em, với cầu xin Chúa cho mẹ con được sức khỏe. Dạ. Bà cụ được bao nhiêu người con? Dạ. Dạ, dạ, dạ thưa mẹ con 7 người con. Dạ, 2 trai mà 5 gái. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một bà cụ 91 tuổi và đứa con của bà lên để làm chứng cho mọi người thấy là bác sĩ đã chê, bệnh viện đã trả về để chỉ còn lo hậu sự cho bà cụ. Bà cụ nằm mê man không biết gì. Những đứa con súm nhau lại mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khẩn nài lòng thương xót Chúa cho mẹ mình. Và hôm nay bà cụ đã khỏe, bà đã đến đây chia sẻ và làm chứng. Và bà chỉ có một ước nguyện là cho con khỏe mạnh để con cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con cháu của mình. Có phải đó là ước nguyện của bà không? Dạ, như vậy đó cha, bà mẹ con muốn như vậy đó. Mà ngày hôm nay, ngày mẹ con cũng ngày nào cũng đọc hết đó cha. Dạ, mà đọc hoài, đọc mãi cũng không ra được. Bây giờ bà cụ có muốn, đã nghe mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Bà cụ có chưa? Dạ, dạ, con có mua đem về cho mẹ con nghe. Mẹ con ôm nghe suốt đêm, suốt ngày, không ngủ luôn. Dạ. Bà nghe suốt đêm, suốt ngày? Dạ, suốt đêm, suốt ngày, không ngủ. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi, mời bà cụ về chỗ nha. Bà cụ đã tiếp tục nghe. Bây giờ cái máy hư, bà cụ đến đây cho bà nghe cái khác. Con nguyện Chúa cho con mạnh khỏe được. Ngày nào con xin cảm tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy hình ảnh một bà cụ 91 tuổi mà lên chia sẻ làm chứng cho con, cho cháu thấy rằng là mình đã được ơn của Chúa như thế vậy. Còn bà, năm nay bà bao